Chào các bác, tôi là Huy Mộc Hương đây. Hôm nay thì tôi sẽ lên một cái clip về cái vòng chuỗi 108 hạt nhé. Thì nhân tiện đây tôi cũng chọn cho một anh khách cái chuỗi size 7 ly và một chị khách là cái chuỗi size 6 ly nhé. Ở đây thì tôi có cái nô hàng tự nhiên, hàng núi rừng, hàng trầm tốc kiến này. Núi rừng hàng này thì nó là hàng phổ thông và phổ biến nhất của trầm hương nhé các bác nhé. Các bác cứ hiểu là khi mà các bác sử dụng trầm hương ấy, mà các bác mới sử dụng ấy, là các bác muốn sử dụng một cái trầm hương tự nhiên, hàng rừng tự nhiên, thì các bác cứ mua cái hàng kiến rừng hoặc cái hàng tốc rừng cho bên tôi là ok. Là các bác sử dụng cái hàng tự nhiên là phổ thông nhé các bác nhé. Còn nếu mà các bác muốn lên cái hàng chất lượng cao hơn thì các bác có thể lên hàng tốc banh, hàng banh đỏ, hoặc là hàng những cái sản phẩm dầu cao cấp hơn, nó đen, nó chất lượng hơn, nó thơm hơn. Đó, những cái hàng sản phẩm phân khúc cao cấp hoặc phân khúc VIP ấy, thì những cái sản phẩm đấy thì giá thường nó cao và nó tất nhiên là nó sẽ đi với chất lượng so với tiền rồi. Thì ở đây thì tôi cũng đang chọn cho một anh khách đây. Ví dụ như cái anh này, anh ấy tầm 70 cân, 65-70 cân thì anh ấy đeo chỉ quấn tay hoặc là đeo dây chuyền chỉ 7 ly là vừa thôi các bác nhé. Còn 6 ly ấy, 6 ly thì cho nữ. Đây cái sợi 6 ly này các bác này. Sợi này tôi thấy làm sao lại lẫn vào đây nhỉ. Đây cái sợi 6 ly này là phải ở trong cái lô hàng tốc banh chứ. Đây cái sợi này này. Đây nó có cái dây này các bác. Nó phải ở đây chứ nhỉ. Đây, đây. Đây nó bị lẫn vào đây này. Đó, cái sợi này 6 ly này. Sợi này là hàng phân khúc tầm trung nhé các bác nhé. Đó, phân khúc tầm trung. Giá tầm 4 đến 5 triệu một sợi. Còn cái phân khúc mà hàng phổ thông như này, hàng loại tầm trung bình như này, phổ thông thì giá của nó chỉ từ 1 đến 2 triệu hoặc thậm chí 2 đến 3 triệu. Đó là phân khúc loại tùy kích thước nhé, 1 đến 2 triệu là size 4 ly đến 6 ly này. Và từ 2 đến 3 triệu là từ size 7 ly đến 8 ly. Đó, nó có hai cái kích thước này, 7 ly và 8 ly. Đây, các bác nhìn cái hạt 7 ly và hạt 8 ly nhé. Hạt 8 ly thì nam đeo tầm 70 cân, 65-70 cân nó sẽ hơi rộng. Hạt thì nó sẽ to hơn một xíu, nên nó nhỉnh hơn. Đây các bác nhìn cái hạt này, hai cái hạt để gần nhau này, 7 ly và 8 ly đây. Đó, thì hai cái hạt nó sẽ nhỉnh hơn, 8 ly nó sẽ nhỉnh hơn đấy các bác. Và đeo nó sẽ rộng nhé. Còn nếu mà các bác đeo dây chuyền cổ thì 8 ly thì được. Còn nếu mà các bác quấn tay, vừa quấn tay nữa thì tôi khuyên các bác nên lấy 7 ly thôi. 7 ly là vừa tay, quấn tay cho nam 4 vòng. Đó, là ok nhé các bác. Vì là tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm về cái kích cỡ size này rồi, cái kích cỡ hạt này rồi, cái size hạt đấy các bác. Thì các bác cứ nam cứ lấy 7 ly là vừa hết các bác. Còn nếu mà tầm người to ấy, người to con mà tầm 80, 85, 90 cân ấy thì mới đeo 8 ly thôi các bác nhé. 8 ly này phù hợp với đeo dây chuyền hơn, hoặc là niệm Phật để cầm lần hạt như thế này này, và để đeo dây chuyền rất là hợp. Đó, thì ở đây thì tôi chọn cho anh ấy một sợi đẹp. Hàng này thực ra thì nó cũng đã là hàng chọn rồi, hàng tuyển của bên tôi rồi, tuyển từng hạt lúc sâu vòng rồi. Nhưng mà bây giờ mình cứ thấy mình gửi hàng đi là mình phải chọn lại cho nó chắc ấy các bác. Chọn lại kỹ từng hạt cho nó chắc ấy, chắc ăn ấy, chắc cú ấy. À, vì là thứ nhất là anh cũng tin tưởng bảo là chọn cho anh một sợi thật là đẹp. Đó. Và khi mà các bác mua cái hàng trầm hương này đấy, là tôi biết cái nhu cầu và cũng như là cái mong muốn của các bác là hạt nào hạt đấy nó phải đẹp, tròn trịa, nó không có lỗi lầm gì. Thực ra thì tôi đặt vào hoàn cảnh của tôi cũng thế thôi. Mua hàng, nhất là mua hàng ở trên mạng như thế này này, là thứ nhất là mình phải tin tưởng vào cái người bán hàng, và mình muốn làm sao cho cái người bán hàng người ta chọn cho mình cái hàng đẹp nhất, đúng không ạ? Hàng chất lượng nhất của cái nô, cũng như là những cái sản phẩm hạt, mà nhất là nhiều hạt như thế này thì mình phải làm sao bảo cái người bán hàng người ta có tâm một chút thì người ta sẽ chọn cho mình những cái sợi nào nó đẹp và nó không bị nỗi hạt, đúng không ạ? Nó không bị sứt mẻ, không bị nứt, không bị vỡ hạt đó. Ví dụ như cái sợi này thì tôi thấy là cũng khá là ok rồi, nhưng mà tôi thấy vẫn chưa được lắm. Đây, ví dụ lấy sợi này chẳng hạn. Đây, sợi này tôi thấy đẹp hơn này.
Đó thì nó cũng chỉ là cái chuyện rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng vô cùng quan trọng khi mà gửi hàng đến, để tránh mất thời gian của các bác cũng như là của bên giao hàng, cũng như là của bên shop, đúng không ạ? Đây tôi sẽ lấy vài sợi ở đây để tôi chọn nữa. Chọn thực tế như này thì các bác hiểu là nó rất là nhiều sợi và mình chọn cái sợi ưng nhất thôi. Nếu mà không còn nữa thì chúng ta phải cắt cắt hạt, cắt dây ra để chúng ta xỏ thành, bỏ cái hạt nỗi ra. Đó. Đây cái sợi này đẹp này, sợi này rất là hoàn hảo này, tôi nhìn qua thấy rất là ok này. Đó, sợi này đẹp. Đó, tôi sẽ lấy sợi này cho anh nhé. Đó. Đây, sợi này tuyệt vời luôn. Rất đẹp. Giá của cái sợi này thì nó từ 2 đến 3 triệu nhé các bác. Đó, một cái sợi dây chuyền 108 hạt. Chuỗi trầm hương tốc kiến, sợi này cũng đây đây các bác phải nhìn kỹ này, cái hạt có cái hạt nó bị nỗi như này là không đạt nhé các bác nhé, là hạt này là phải bỏ ra xỏ lại. Đó, tôi phải tháo ra tôi xỏ lại sợi này, bỏ ra để chọn sợi khác. Đấy, các bác thấy cái quá trình chọn hạt nó quan trọng không, chọn vòng nó quan trọng, rất quan trọng luôn. Vì là tôi biết là tâm lý của các bác mua hàng là muốn mua cái hoàn hảo, cái đẹp gọi như phải 99,9%. Tất nhiên là hàng tự nhiên thì nó không thể 100% được, nhưng mà nó phải chấp nhận được và nó phải ưng mắt các bác nhá. Ưng mắt tôi cũng như là sau này các bác nhận được hàng thì các bác cũng ưng mắt thôi. Đó. Đó. Rất là khó luôn đấy. Nên là nhiều khi là phải, thậm chí là phải cắt vòng ra để bỏ cái hạt ra. Các bác thấy như này, chọn như này đã thấy uy tín ok chưa ạ? Đây, sợi này cũng khá là tương đối ok này, nhìn qua khá là ok. Phải tra từng hạt nha các bác nhá, phải tra từng hạt. Đó, các bác thấy tôi làm clip như này nó là thực tế nhá các bác nhá. Không có gì hết, không có cắt ghép hay không có vấn đề gì dàn dựng ở đây hết. Tôi là thực tế hết. Các bác có thể theo dõi video của một khung shop nhá, từ trước đến giờ là thực tế hoàn toàn, hàng chọn như nào là tôi chọn và chụp ảnh, thậm chí là chụp ảnh quay video ngắn cho gửi cho Zalo cho các bác luôn cái vòng, để cho các bác nhận hàng, các bác kiểm tra ưng ý các bác mới thanh toán tiền. Đây như anh này là anh ấy đã theo dõi một khung shop rồi các bác. Khi mà các bác theo dõi một khung shop ấy thì các bác sẽ tin tưởng vào cái sản phẩm chọn hàng của một khung shop, và các bác có phát sinh nhu cầu mua sản phẩm của một khung shop thì các bác mới nhắn tin cũng như là gọi điện nhắn tin qua Zalo, là bên tôi sẽ tư vấn cho các bác và chốt đơn cho các bác gửi hàng. Khoảng 3 đến 4 ngày là các bác sẽ nhận được hàng, được kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Đó. Các bác nếu mà các bác nào mới thì các bác có thể đặt trước cho một khung shop tiền phí để bên tôi lọc khách hàng. Những tránh trường hợp những bác nào mà người ta đặt hàng cho kiểu cho vui ấy các bác. Đó, tránh những cái trường hợp đấy ra. Tất nhiên là nó có những cái trường hợp đấy xảy ra nha các bác nhé. Tôi chỉ lọc khách hàng thôi, còn bác nào mà thiện chí ấy, thì với cái số tiền 100, 200 nghìn thì nó không đáng là bao nhiêu cả. Là các bác chuyển ngay cho bên một khu shop để bên tôi đóng hàng đi. Đó là các bác thiện chí mua, còn nếu mà người ta bảo là không chuyển được hay là như nào có vấn đề gì ấy, là người ta sẽ không chuyển, và cái đơn hàng đấy tôi sẽ bỏ qua nhé các bác nhé. Đó, còn anh em nào thiện chí, đã thiện chí mua sản phẩm của một shop và tin tưởng rồi thì cái vấn đề đấy nó rất là đơn giản và bình thường luôn ạ. Là bên tôi các bác phải hiểu là bên tôi chỉ có lọc khách hàng thôi, chứ không có cái vấn đề gì về cái vấn đề các bác mua hàng ở trên mạng đây cả. Đó, nên là các bác hết sức là thông cảm trong hộp xốp nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ sợi này tôi thấy đẹp này. Đó, tôi sẽ chọn sợi này, tí tôi sẽ chụp ảnh gửi video cho anh ấy. Đó, sợi đẹp. Các bác thấy ok không ạ? Đó, một sợi 6 ly nữa. Giờ tôi sẽ chọn cái sợi 6 ly nữa nhá. Rồi, cảm ơn các bác nhiều. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và hy vọng các bác sẽ lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý tại một hộp xốp nhá. Cảm ơn các bác nhiều nhá. Xin chào.